Hello, xin chào các bạn, mình là Thầy Phương VBK đến từ VBK Music. Hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một bài hướng dẫn làm nhạc Deep House trong vòng 3 phút. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn chậu thau để đựng nước mắt trước khi nghe thành quả cuối cùng nhé. Bước 1, soạn phần đệm về key và sub bass. Bước 2, soạn phần đệm cao với key, plug và vocal loop. Bước 3, soạn bộ drum cơ bản của nhạc house với kick, clap, head và percussion. Bước 4, soạn phần drop với bassline đặc trưng của Deep House và guitar điện. Phần này có lẽ là các bạn nên để dành tiền hoặc xin ba mình tiền để mua bộ video hướng dẫn làm nhạc chill house của VBMusic để làm nhạc cho hay nhá. Bước 5, thêm vocal vào rồi chill thôi anh em ơi. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lắng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bên biết bao nhiêu. Phần lít trên mặt đàn, phần nước mưa ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên chân lo lắng run run, đôi tay
trường. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường.